Dạ, kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì tiếp tục con ghé lại vườn của anh Út quý cô chú. Bonsai Văn Út kính mến ha, để tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú một lô cây của anh mới về. Có khá là nhiều cây đẹp ha, quý chú sưu tầm. Một số cái dòng cây hoa kiển cũng như là cây ăn trái. Khế nè, vú sữa nè, lê kim ma, ngâu. Đó, trước mắt quý cô chú là cũng khá nhiều cây ha. Có đầu tiên, đặc biệt là ảnh có mấy cây thần kỳ nữa. Thì con mời của chú gặp lại anh Út, anh sẽ giới thiệu chi tiết báo giá cho mình giao luôn. Dạ, em chào anh Út kính mến. Rồi, mến chào chú Khánh và toàn thể của bác anh chị em gần xa đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây Bonsai kính mến. Dạ, hôm nay thì cũng như thường lệ, Út sẽ siêu tầm về một số cây kiển và cây ăn trái các loại phục vụ cho của bác anh chị em gần xa xem thương tình ủng hộ với Út. Út trân trọng cảm ơn. Dạ. Nhắc số điện thoại giúp em. Dạ, chi tiết giao lưu qua số điện thoại với Dân Út là 0349881409. Số đó là số Zalo của Dân Út. Là mã số 1 hết cô chú, là một cây thần kỳ. Rồi, rồi. Tiếp giúp em một vòng đi anh Út. Rồi, đây là cây số 1, đó là cây thần kỳ. Cây này cũng khá là lâu nghe các anh chị em. Xương cành cốt nó to lắm nghe, lượng đất, dáng trực, tầng đa, củ đế nở. Dạ. Rồi tiếp theo thì Dân Út sẽ đo hạo chi tiết chiều cao. Cây này dàn xương đẹp lắm của chú ơi, xương cành đẹp. Cây có chi tiết chiều cao là nó 2m. 2m chiều cao. Cây này để tàn vậy cũng được mà rút bonsai. Tán ngang cũng gần 2m, Dân Út kể 1m 6, 1m 7 thôi. Yeah. Rồi mình vô hoành thân luôn anh ha. Đúng rồi, vô hoành thân. Này giống như đặc sản của anh Út vậy, thần kỳ. Cây này nó đẹp nó nha, nó có khí khí nữa, già nó có khí khí luôn nè. Mấy cái cây trước là mình cũng đã giao lưu cho quý cô chú hết rồi anh ha. Rồi giao lưu thành công hết chứ mấy cô chú rồi. Rồi em dịnh cái cho anh đo luôn. Rồi vị trí mình đo một cốt đẹp lắm quý chú, một cốt trực tầng đa. Vị trí này được 25 hoành. 25. Mình cái 24 cũng được nữa. Đường kính luôn nè anh. Đường kính bầu 50. Dạ. Yeah. Đế nó cũng ra muốn hết bầu. Độ thoát thân đến chi cành là nó 2 tấc. 2 tấc. Mình đo cốt cành hạo cho các bác anh chị em xem nha. Cái cốt bên đây là được 16. Cốt bên đây được 20. Dạ. Anh giữ cái vị trí cái thân hồi nãy giúp em. Đó. Đây, đây là những chi cành quay cái gọi cái xương cành cho quý cô chú. Lượng đất rất là đẹp. Xương cành nó dày đặc hết trơn. Cái cây này mà mình không thích chơi tàn lớn vậy ha, mình rút loại bonsai nhìn đẹp lắm luôn. Chi cành nó đóng khéo. Rồi quay một vòng tròn cái nữa giúp em. Đế thì nó bỏ đều hết. Thấy bỏ đều hết. Thành dạ. Nó có khí khí nè. Dạ rồi, đã thấy anh ơi. Cây này giá sao đây anh Út? Cây thần kỳ mã số 1. Dân Út giao lưu với cô bác anh chị em gần xa với giá là 4.9 triệu. Nhút bao ship 300 cây số. 4.9 triệu anh hả? 4.9 triệu. Ship 300 cây. Ship 300 rồi, cây. Tiếp giúp em luôn. Rồi, nhấn đổi cây. Cái này con. Cây nặng của bác anh chị em cũng xem thông cảm nha. Rồi, sẽ thông cảm đợi anh chút xíu ha. Số 2. Nó tiếp là đến mã số 2, đó là cây kim quýt. Có dáng thế nha các anh chị em. Dáng thế trực lắc, bay gió lùa. Cây này thường môn nha các anh chị em. À, chơi lùa luôn anh ha. Chó lùa có sẵn luôn nè cô chú. Phơm thiên nhiên mà. Lùa mà thiên nhiên sẵn luôn nè. Về mình muốn cho nó dữ dội mà nó mạnh mẽ hơn nữa thì mình sẽ vô dây anh lại ha. Mình thúc cái chi cành lại cũng được. Rất là đẹp luôn á. Còn để chi cành sẵn gì của anh chị em về chỉnh sửa theo cái kỹ thuật của mình. Nhìn nó cũng kiểu hoang sơ. Nè cái giọng lắc của nó nè, nguyên thủy. Cụ đế to to các anh chị em. Yeah. Rồi tổng quan cái nữa đi anh này. Siêu phong ha, dáng siêu phong. Dáng này cũng khó kiếm nha cô anh chị em. Dạ. Rồi tiếp theo chúng Út sẽ hạo chi tiết quanh gốc. Mình đo nơi cái cổ đế, củ cổ đế đây là được 39. Rồi 39 anh ha. Đo trên xích đây. Cái eo là được 24, 24 rưỡi kể 24. Dạ. Đường kính luôn anh, đường kính đế luôn đi. Đường kính đế. Đường kính bầu là được 50. 50. Coi chừng gai anh này. Và độ thoát thân to không. Thoát thân đến chi cành là nó 65.
Dạ, có cái đường co lắc này ha. Đường co lắc rất đẹp đó, khéo. Đang có trái luôn, đang có bông có trái luôn. Cây thường thường mô đó của anh chim ơi. Dạ. Rồi, giá sao đây anh? Rồi cây kim quýt mã số 2 nhúc cho lưu với giá là 3,2 triệu. Nhúc bao ship ba toàn quốc. 3,2 triệu anh ha. 3,2 triệu ship toàn quốc luôn. Ngồi đế to to không, rất là lực của anh chim. Rất đẹp, củ nở. Dáng thế nữa. Rồi, đã rõ nút rồi. Rồi, đổi cây. Đổi giúp em luôn. Rồi, số 3 là cây gì đây? Rồi, nó tiếp là đến cây số 3, đó là cây ngâu. Ngâu bông vàng, ngâu cổ, lùng lực. Cây này giống ngâu xù nha các anh chị em. Dạ. Cây ngầu. Cây ngâu. Cây ngâu anh ha. Cây ngâu. Không mà nhìn nó ngầu á anh. Nhìn thấy ngầu á. Dạ, nhìn thấy ngầu. Cây này lùng lực. Tại vì nó có u cục lên. Nó lên cái giống lắm. Dòng loại này ngâu xù. Dạ, nó xù quá. Da nó lên nè. Nhìn thấy nó ngầu anh ha. Ngầu. Dạ. Đó, cái bộ đế nó cũng tương đối là điều bốn mặt, củ đế nở á. Nó cuộn, nó sổ xuống. Cái này là dòng ngâu xù nha quý chú. Dòng ngâu xù. Cái dòng hổng xù thì nó láng ha, da nó láng. Cây này mau thành phẩm luôn của anh chị em. Có cốt cành đã phát triển rất là tốt nè. Cái này cực non, nó phát triển rất là mạnh. Cổ á, bộ đế này trồng lâu lên sau này bộ đế này cũng đẹp. Đây là những cái đường lên xù của nó nè. Xù lên anh ha. Đúng rồi. Đây. Xù nó lên đó. Nó giống như sàm trái xù vô chú ơi. Chỗ nào có mà cắt sau này nó sẽ u mấy cái cục lên. Rồi đo. Rồi nó tiếp đo chi tiết chiều cao. Từ mặt bầu đến ngọn của nó là 7 tấc 9. Tán ngang cốt cành là được 86. Dạ. Vị trí hoành gốc. Mình đo nơi cái cổ đế được 53 hoành. 53 anh ha. Xích trên đây. Xích cái eo trên đi. Xích eo trên này được 47 hoành. Dạ, 47. Xích trên. Và đường kính bầu. Đường kính bầu là nó 56. Rồi quay quay cho em vòng nó lên đây. Ngầu xù hả chú? Ngầu xù. Nhìn ngầu. Rồi giá sao đây anh? Rồi cái ngâu mã số 3. Nhút vô lưu với giá là 3,6 triệu. Nhút bao ship 300 cây số. 3,6 triệu. Rồi. Đế thì cũng đều hết chú. Đế cũng xe đều hết luôn. Củ đế nở. Đổi giúp em luôn anh Út ba. Rồi. Số 3. Đi. Tiếp theo đến mặt số 4. Này có cây ổi nữa chú. Mặt số 4 đó là một cây ổi lê. Cây trên chậu nghe của anh chị em. Cũng gần thành phẩm rồi. Đang đang cho bông trái. Này vừa vô dây lắm à anh ha. Đúng rồi. Vừa đệm dây luôn. Cây này dáng thế trực bay bay. Về lượt chi lại vô dây luôn nha quý cô chú. Rồi chú sẽ quay một vòng và đo chi tiết. Cây này trực bay ha. Ra trái treo lồng thọc nhìn cũng đẹp. Cái tán ngang của nó là 1m4. Cái chiều cao từ mặt bầu đến cái ngọn này là 1m20. Và hoành gốc mình đo nơi cái cổ đế nơi đây được 42 giống kể 41. Dạ. Đường kính bầu. Đường kính bầu là được 47. Rồi. Quay tiếp giúp em. Để từng đối bốn mặt và củ nở. Đế thân cành sạch sẽ anh ha. Sạch sẽ ngon lành. Sạch sẽ ngon lành. Đang có trái nè, đang có bông nè. Rồi. Đó. Cô bác anh chị em giao lưu vừa trồng bên chậu là chăm sóc tốt, là vừa có trái ăn bổ dưỡng và tạo vẻ đẹp mỹ quan luôn. Rồi giá luôn anh. Rồi cây ổi mà số 4 nhúc giao lưu với giá là 2,8 triệu, nhúc bao ship 300 cây số. 2,8 triệu. 2,8 triệu. Dạ. Rồi. Rồi tiếp theo đổi cây. Đổi luôn. Để này được không? Cây gì nữa đây anh? Tiếp theo là đến cây số 5. Đó là cây Lê Kima hình dáng thế.
Sáng nay trực bay có cúc cành lưỡng lắc. Dạ. Ok, Lykema. Lykema. Có củ đế nở cuộn đẹp, củ đặc. Cây đang kéo mặt nhựa nè, rất mạnh nè. Đó. Dạ, rồi. Có cái giọng lắc Lykema này nó cũng lắc. Dễ thuần khỏe của chú. Rồi nó tiếp thì Út sẽ đo chi tiết. Từ mặt bầu đến đỉnh của nó là 1m06. Mình đo vị trí nơi cái cổ đế nó được 70. Dạ, 70. Xích lên đây thì được 58. Cũng khá lớn anh ha, 58 ha. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 65. Rồi. Cái nồi đế này đặc lắm nha các anh chị em, rất là khéo ở ngoài nhìn rất là quay tròn vòng giúp em cái. Nó có cái giọng bay trực lắc rất đẹp. Đế đặc ha, đế khá đế đặc ha. Nó cuộn đặc. Có nguyên cái bệ này của chú, bệ tròn. Rồi. Rồi, cái Lykema mã số 5. Nhưng Út cho lưu với giá là 4.3 triệu. Nhưng Út bao ship 300 cây số. 4.3 triệu. 4.3 triệu. Cây khác là to nặng anh ha. Nặng lắm. Rồi, tiếp giúp em luôn. Rồi, tiếp chúng đổi cái cây. Mã số 5 ha, số 6. Cây số, số 6. Số 6 đó là cây đào tiên hình giáng long. Dạ. Đầu tiên giáng long. Đây, hình giáng long này, đây là đuôi, phần đuôi rồng mình mường tượng nghe cô bác anh chị em. Đây phần đầu nó lượn lắc nè, con rồng ở trên nó bay xuống á. Dạ, cây này mới cho vài trái lên đây là đầu tiên nó treo lủng lẳng đây rất đẹp nha. Long giáng ha. Long giáng giáng long. Dạ, long giáng chứ không phải là long thăng ha. Long giáng. Giờ quay tròn vòng cái anh Út rồi. Rồi. Cây này cái giọng giáng long rất khéo nghe của anh chị em. Dạ. Nó có cốt cành sẵn những gần thành phẩm rồi, mau thành phẩm của anh chị em. Cây này vỏ nhỏ gọn gọn, bonsai chơi cũng đẹp của chú ha. Rồi, cho tiếp. Một hai trái thôi. Út sẽ đo chi tiết chiều cao. Từ mặt bầu đến cái ngọn của nó là 8.9. Đầu tiên mà già cũng dễ cho trái. Quanh gốc chi trí nơi đây mình đo được 25 quanh. Dạ. Đường kính bầu là 5.4. Rồi, cây thì cũng nhỏ nhưng mà khá là già. Già cây này già lắm rồi, chủ vườn đã trồng cũng o bế tạo dáng cho nó rồi, những Út sẽ sửa dáng lại cho nó đó. Rồi giá luôn anh ơi. Cây đầu rồi tiên. Cây đầu tiên mã số 6. Út cho lưu với giá là 2.2 triệu. Nhú bao ship toàn quốc. Đầu tiên hiểu chú, 2.2 triệu. Ship toàn. Cây này có gì thuốc nam rất quý nha các anh chị em. Dạ. Rồi nó tiếp đi Út đổi cây. Hình như cái trái trong chùa làm mứt đồ này nọ cũng được đó phải không anh? Ừ, không gành nhưng mà thuốc nam thì dùng đầu tiên trị bệnh cũng rất là nhiều đó. Ngâm rượu làm mứt. Rồi nó tiếp đi Út đổi cây đến cây Lykema cũng dáng thế nữa. Trực lắc. Mà số 7. Dạ. Cây này có cái củ đẹp và nó có cái giọng lắc. Mình có thể làm cái dáng nhanh nhanh mình đổ xuống đây. Trái nó treo rất là đẹp nha. Cây này đang có bông nè. Đang có bông luôn. Có bông luôn. Rồi. Cây thuần chậu rồi. Rồi. Thuần bầu. Đo cho em luôn đi. Rồi nó tiếp thì mình đo cái hoành gốc trước đi. Được 21 hoành. Vị trí đây. Cái củ nó tròn ve đặc luôn nha các anh chị em. Tròn so luôn. Được 41, không kể 40. Dạ. Yeah. Cũng đặc sạch luôn. Rồi đường kính bầu. Đường kính bầu là nó 3.2. Chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là 1.5 m. Rồi vậy thôi anh ha. Rồi. Cây Lykema mã số 7. Nhút cho lưu với giá là 1.5 triệu. Nhút bao ship toàn quốc. 1.5 triệu anh ha. 1.5 triệu. Chơi phong cách chút xíu vô ha, ít nhánh thôi. Mà đẹp lắm, cây này dáng thế lên chậu đẹp lắm của anh chị em ơi. Rồi, rồi đổi cây luôn. Đến cây số 8. Đến cây số 8 đó là một cây khế ngọt. Có hình dáng dáng bay mà quay đầu. Dáng siêu siêu ha. Siêu bay quay đầu. Siêu bay. Ngoái đầu. Ngoái đầu. Cây này phát triển mạnh lắm nha các anh chị em. Lúc bứng này nó phát triển ngọt, có bông luôn nè. Cái ngọt.
Khế ngọt ha. Khế ngọt. Khế ngọt. Dễ cho trái, mấy cái này thì trái bao la ha chú. Cái giọng này mà của bác anh chị em giao lưu về chồng trên chậu mà uống cái tàn đổ xuống đây ha, rất là đẹp luôn á. Trái trái nó treo lủng lẳng rất đẹp. Rồi, rồi nó tiếp hút uống cành rớt anh ha. Đúng rồi. Đo chi tiết. Đo cao luôn anh, đúng rồi. Từ mặt bầu đến đỉnh của nó là 7 tấc 7. Cái giọng của nó từ đây ra đây được 40. Rồi. Cây khá liên lạc luôn chú, chỉ có những cái mặt cắt mới thôi. Ngoài ra không có một lỗi gì hết. Hoành gốc vị trí bên đo ở đây được 49 hoành. 49. Rồi, chính xác anh cứ báo đi. Và đường kính bầu là được 52. Rồi. Quay quay giúp em. Đế thì tương đối đều bốn mặt. Đều bốn mặt ha. Cây thì như chú thấy ha, sạch sẽ ha, chỉ có một số mặt cắt mới, cắt cốt cành mới cắt thôi. Rồi giá luôn. Rồi cây khí ngọt mã số 8 nhúc chưa lưu với giá là 2.100.000 nhúc bao ship. Dạ 2.100.000 bao ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Dạ rồi đổi giúp em luôn. Rồi nó tiếp tục đổi cây. Tiếp đó là đến cây số 9, đó là cây khế gân. Khế gân hình dáng dáng gì giống như dáng nhân nhân nha. Cái gần nu nè, có một cái cành vậy thôi anh ha. Đúng rồi, chừa một cái cành, chừa một cái cành vậy thôi chú. Cây này phối hợp những tiểu cảnh cũng rất là đẹp nha các anh chị em. Cây này cũng có cái chỗ gần nu quái này, này giống như một đầu con thú nha, giống như đầu con thú vậy. Chỗ này là nhìn thấy nó tương thường như cái đầu con thú. Dạ, một cây khế gân. Đây, củ đế thì tương đối bốn mặt. Rồi chúng sẽ đo chi tiết hoành thân gốc. Vị trí này được 42 hoành. Dạ, 42. Chiều cao đến đỉnh của nó là 6 tấc 6. Tán ngang cốt cành được 50. Giá sao đây ạ? Cây khế gân mã số 9 nhúc chưa lưu với giá là 2.200.000. Nhúc bao ship toàn quốc. Đây, kính bầu của nó là 4.5 tấc nha các anh chị em. Dạ, 2.200.000. 2.200.000. Rồi nó tiếp cho Ngúc đổi cây. Rồi, đổi giúp em luôn. Số 10. Tiếp theo là cây số 10, đó là cây cà na Thái. Hôm nay phát triển thực đọt rất là mạnh. Cà na. Dạ, dòng này thì nó mạnh như súng. Giống như cốc vậy anh ha. Đúng rồi, giống như cốc Thái vậy đó. Bỏ trên mình bứng lên mình bỏ không thì nó cũng kéo mặt cắt. Đây, mặt cắt nó kéo rất mạnh luôn. Rồi nó ra tượng. Rồi tiếp theo cho Úc sẽ đo chi tiết chiều cao. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là 1m. Tán ngang cốt cành là 60. Hoành thân gốc vị trí đây được 46 nhưng kể 45. Rồi. Đường kính bầu là được 49. Rồi cây cà na Thái hút giao lưu với giá là 1.900.000 hút bao ship toàn quốc. 1.900.000 anh ha. Cây này mau cho trái lên của anh chị em. Rồi. Rồi đổi giúp em luôn. Ok. Số 10, số 11. Dạ, tiếp nối là cái hút đến mã số 11. Đó là cây lê kima dáng trực tầng đa. Dạ, một cốt một thân ha, lên ba nhánh lớn vậy nè. Cây hôm nay mạnh lắm, mới có tầm vài bữa mà đâm mục rồi nè. Dạ, rồi. Đâm mục và kéo mặt nhựa rất mạnh. Cây này, trái rất to nghe các anh chị. Tiếp theo là chi tiết từ mặt bầu đến đỉnh nó 1m2. Này làm phơm tán dù là hợp lý anh ha. Đúng rồi, cây dù. Vị trí đo nơi cổ đế được 56 nhưng kể 54. Tại vì một cốt mà nó chạc ba ra. Đường kính bầu được 5.5 tấc. Rồi, đây, vị trí mà cắt nó kéo nè. Đây nó kéo nè, rất là mạnh nè. Bên đây cũng vậy anh ha. Đúng rồi, giữa thân có hai cái mặt cắt, một lớn một nhỏ.
Rồi trên cốt cành nó cũng đang năm mục luôn rồi nè. Dạ. Mới có tầm mấy bữa mà năm mục rồi nè. Dạ. Rồi, phía trên thì sạch sẽ liền lạc. Sạch sẽ ngon lành. Giá sao đây anh? Rồi cây Lê Kima mã số 11. Nhút cho lưu với giá là 3,6 triệu, nhút bao ship 300 cây số. 3,6 triệu anh đúng ha? 3,6 triệu. Rồi, đổi giúp em luôn. Đổi cây. Để nó đó đi cầm. Nặng. Rồi, tiếp theo Nhút giới thiệu đến từ từ anh ơi. Đến cây mã số 12. Đó là cây Nguyệt Quế. Dáng trực tàn đa, tàn dù. Cây cụ đế rất đẹp luôn chứ. Trực lắc lượng anh ha. Trực lắc lượng có những cái mặt cốt cành. Và đây là cổ tàn đa, tàn dù rất đẹp nha. Rồi. Làm phong tàn dù. Thôi là chơi văn nhân cành gớt vậy đó, tùy theo tùy theo cô bác anh chị em về chỉnh sửa nha. Rồi cái màu đế nè, rất là đẹp. Giống như đế sắp vậy. Được cái bộ đế ha. Đế sắp đặt ha. Rồi, rồi tiếp theo lúc đo chi tiết chiều cao. Từ mặt bầu đến ngọn nó là 1m02. Hoành gốc vị trí này được 37 hoành. Dạ. Và đường kính bầu được 50. Rồi, đường kính bầu 50 là hoành đế hết luôn các chú ơi. Khó khăn đến chi cành là được 70. Rồi, một vòng đế nữa cho em. Rồi đế giống như đế sắp. Dạ, con số gây mặt cắt, số mặt cắt ha. Chỉnh sửa. Những cái chân cành anh ha, cắt thành một thân luôn hả? Một thân. Rồi cây này giá sao đây? Rồi cây Nguyệt Quế mã số 12, nhu cầu cho lưu với giá là 2,1 triệu. Nếu qua ship toàn quốc. Dạ, 2,1 triệu, bộ đế đẹp quá. Cây này của bác anh chị em vô lưu về trồng có chậu thôi, tầm 2-3 tháng là của bác anh chị em thấy cái tàn nó ra xum xê là mình chỉ chiêm ngưỡng mặt bông và thơm, ngửi cái mùi thơm Nguyệt Quế rất là thơm nha các bác anh chị em. Dạ, rồi. Rồi tiếp theo đổi cây. Tiếp theo là đến cây 13 là cái gì đây? Là cây mai vàng. Một cây mai vàng, cây mai vàng. Dáng trực ha, dáng tán trực ngang luôn ha. Dáng trực cụ đế dách chữ A. Dạ rồi. Dách chữ A. Cụ đế nở. Rồi tiếp theo lúc đo chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là 4 tấc 9. Hoành thân vị trí nơi này được 27, ok 26. Dạ rồi. Cái củ như này, củ đế dách chữ A như đo hào của anh chị em xem nha. Hình dung được 44. Dạ rồi. Để được kính bầu. Kính bầu là được 4 tấc 4. Rồi cây mai vàng mã số 13. Nhu cầu lưu với giá là 2,2 triệu, nhu cầu bao ship toàn quốc. 2,2 triệu. Cái nồi đế nó hết cái đường kính bầu luôn các anh chị. Dạ. Rồi tiếp anh Úc ơi. Rồi tiếp theo đến mã số 14. 14 là cây gì ạ? Cây Lê Kima bonsai. Nặng quá nhu Úc nhờ chú Khánh quay xung quanh giùm. Dạ rồi, cây này to hả chú, cho nên là mình để dưới đất. Giờ đây lùng lực anh hả? À? Lùng lực bonsai. Dách đế rất là đẹp luôn. Rồi, trước mắt là đo chiều cao giúp em đúng rồi. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn của nó là 90. 90 thôi hả? À? 90. Và 90. Từ cái cổ đế đến ngọn của nó là từ đây xuống đây là được 6,16. Rồi chứng cậu đế lên nọ đến ngọn là 616. Xuống tới mặt bầu là 90. 90. Vậy là nó sổ mặt bầu đế là 30 mấy đó hết chưa? Rồi cái bầu đế nè, mình đâu đế sổ nè, là nó 3 từ đây là 35 rồi nè. Dạ, 35. Được kính bầu của nó là 83. Cộng cây này cũng già cây ha, cộng đế to to không. Em đi qua đây nữa. Đúng rồi, đi qua hai mặt.
nhút mà ở đây thì cái cây bự anh cắt ngang luôn, làm bonsai lùng lực, chơi cây trực lùng lực luôn, dách đế bên nào cũng như bên nào luôn, hai bên ha, điều bon não điều bon hết, chè bè bàn tay mình đưa vô. Đặc biệt là đế thì cũng không có một lỗ gì nha quý chú. Ngon lành. Cái này khi ra một cái trò tược thì của anh chị em uống một cái tàng ô, tàng đa ô thì rất là đẹp nha. Yeah. Rất là cổ luôn á. Rồi, cây này giá sao đây? Rồi, cây lê kima cổ mà số 14. Nhưng quý chú lưu với giá là 8.4 triệu. Nhưng quý chú ship 300 cây số. Yeah. Mình quên đo cái hoành thân nó chứ. Rồi, hoành thân luôn. Hoành thân vị trí mình đo nơi cái cổ đế nơi đây được 83 hoành. Nơi đây. Đây. Rồi, xích trên chút nó đây này, xích trên đúng rồi, trên đó luôn đây. Nơi đây được 72 hoành. Dạ. Rồi, nhắc cái giá cho em luôn, mấy triệu đây. Cây Likima mã số 14, nhúc vô với giá là 8.4 triệu. 8.4 triệu. Nhúc qua ship 300 cây số. Dạ. Rồi, tiếp luôn anh. Rồi, tiếp theo là đến cây Likima mã số 15. Đó là cây ma Likima hình dáng thế chữ C. Để đó luôn đi anh này. Rồi. Rồi. Giống chữ C, giống chữ C. À, anh đứng với cái cày này không chú. Rồi anh sổ thước dây xuống tới mặt đất giúp em luôn đi. Từ mặt bầu đến ngọn nó là 1m6. 1m6 anh ha. 1m6. Và cái giọng từ cốt cành ra đây thì được 1m02. Dạ. Đường kính bầu nơi cổ đế nơi đây được 83, nếu kể 82. Dạ. Dách đế này đặt nha các anh chị em. Nở rất đẹp cái giọng chữ C này. Khi mà cô bác anh chị em giao lưu về nó ra trò trực đây, cô bác anh chị em uống một cái tàng xuống đây rất là đẹp nha. Uống cái tàng xuống đây rất là đẹp. Tàng bằng trà, giọng chữ C. Thì cây này cái đường gân gút nó rất là già. Em đế nở. Đi qua đây cho chú thấy cái này. Đúng rồi. Qua đây có mặt cắt, quay cho cô bác anh chị em xem. Đây có cái mặt cắt. Mặt cắt thì nó giống như cái mặt cắt kiểu nha các anh chị em. Lúc đã xử lý đến cái chỗ thịt tươi của nó hết rồi. Dạ. Cũng đang kéo mặt nhựa nè. Cái này rất mạnh. Mặt đế bên đây đây heo chú. Nói chung là cây chỉ có mặt cắt trên này thôi ha. Cái mặt đúng này rồi. Nó bị lỗ hồi đó đó ha. Đó giờ nó sạch hết rồi, xử lý tới cái chỗ thịt tươi nó hết rồi. Nó không còn bị bọng hay là mục nữa. Ngoài ra là không còn gì nữa hết ha. Đúng rồi, ngon lành đó. Rồi cây này giá sao đây anh? Rồi cây lê Kima mã số 15. Nhút vô lưu với giá là 7.4 triệu. Nhút bao ship 300 cây số. 7.4 triệu. Cái này đánh một cái tàn rớt đổ xuống dài okay. Luôn rất là đẹp. Dạ rồi mình tiếp luôn anh ơi. Rồi cây Likima mã số 15 cũng là cây cuối clip ngày hôm nay à. Dạ. Ngày mới thì Giang Út cũng kính chúc toàn thể của bác anh chị em gần xa đang xem kênh được nhiều hạnh phúc sức khỏe và cùng là chúc tốt đẹp nhất. Dạ. Và của bác anh chị em gần xa xem kênh theo dõi kênh thương tình ủng hộ Giang Út, Giang Út trân trọng cảm ơn. Dạ. Giang Út hẹn cô chú bác anh chị em những clip video tiếp theo. Dạ. Rồi vậy ha, xin chào. Vậy chào luôn ha. Dạ. Rồi em cũng chào anh Út luôn, con cũng kính chào quý chú xem kênh, ủng hộ kênh một like một đăng ký ha quý chú, để tiếp tục chúng ta cùng đồng hành theo dõi những video mới nhất cùng với con và những anh em nhà vườn. Còn chân thành cảm ơn quý cô chú và hẹn gặp lại.